Sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Học viện Cảnh sát Nhân dân đã phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học quốc gia chuyển đổi số cho công tác tư tưởng lý luận ở Việt Nam hiện nay. Tham dự hội thảo có Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy. Trong bối cảnh của cách mạng khoa học công nghệ phát triển và đóng vai trò then chốt cho sự phát triển, công tác tư tưởng lý luận cũng đứng trước cơ hội để nâng tầm và hoạt động mạnh mẽ, hiệu lực, hiệu quả tận dụng tốt những lợi thế mà cuộc cách mạng chuyển đổi số 4.0 mang lại. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nhằm đưa Việt Nam bắt kịp cuộc cách mạng chuyển đổi số, công tác tư tưởng, lý luận đã có những bước chuyển biến mới theo hướng hiện đại, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới phương thức làm việc của đội ngũ cán bộ, phù hợp với xu thế quản trị số và lao động trong môi trường số. Cùng với đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các cơ quan chuyên môn cũng đã xây dựng kế hoạch, lộ trình và bước đầu triển khai trong thực tiễn việc chuyển đổi số trong công tác tư tưởng lý luận đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, phân tích làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về chuyển đổi số trong công tác tư tưởng lý luận ở Việt Nam, phân tích thực trạng chuyển đổi số trong công tác tư tưởng lý luận các đại biểu cũng đề xuất các định hướng giải pháp và khuyến nghị nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tư tưởng lý luận ở việt nam trong thời gian tới cụ thể cần sớm hoàn thiện cơ chế chính sách chiến lược chuyển đổi số trong công tác tư tưởng lý luận nâng cao nhận thức của cấp ủy tổ chức đảng cán bộ đảng viên về sự cần thiết phải chuyển đổi số trong công tác tư tưởng lý luận đồng thời hoàn thiện hạ tầng số phục vụ công tác tư tưởng lý luận đào tạo nguồn nhân lực số đảm bảo an ninh an toàn thông tin trong chuyển đổi số công tác tư tưởng lý luận